Chào các bác, clip nay hàng về được một số các cái món loa mới. Em xin quay lên sóng và báo giá chi tiết cho các bác từng sản phẩm ngày hôm nay. Đấy, trước khi đưa vào video chính thức, bác nào chưa đăng ký kênh Đặt Trần, em mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và để cập nhật những cái video, những cái sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Ở đây thì có hai cặp loa Mỹ, đây em sẽ để cạnh nhau và em sẽ quay cho các bác. Đấy, hai cái cặp loa Mỹ, dòng này, hai cái dòng này thì cũng khá hiếm ở trên thị trường các bác nhé. Một cặp là Antec Lansing, đấy, model là 890C, và một cặp là KLH23. Đấy, KLH23 thì là một cái dòng loa rất là hay của KLH. Đây các bác có thể thấy là cái thiết kế mặt lưới e căng của cái dòng KLH23. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Lấy đầu cối quay cho các bác xem. Đấy, đây là cặp KLH23 các bác nhé. KLH23 thì cặp này cao chừng khoảng 60. Đấy, và ngang là khoảng 50 cm. Với cái cấu hình ở đây là một bát 28. Đấy, một loa chép giấy. Đấy, model KLH đây, cái căng của nó còn rất là đẹp và đầy đủ. Và em rất là thích cái kiểu thiết kế cái khuôn cái căng như này. Đấy, nó đẹp nhất trong dòng KLH. Đây, cặp này các bác thấy không ạ? Tuyến loa đẹp như mới luôn. Đấy, tuyến loa đẹp như mới, là hàng về nguyên bụi này. Đấy, đấy, nguyên bụi luôn. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bát 28 gân vải. Đấy, rốn đỏ, chép giấy. Vâng, cặp này thì vâng, về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc này, từ thùng vách góc cạnh đến e căng đến tuyến loa. Đây, mặt sau của cặp KLH23 đây có một cái vi tinh chỉnh Gentitou, đó là 23. Đấy, ba cái chế độ nghe ở đây. Phần cọc loa đây vẫn zin nguyên bản cho các bác. Đây, thùng này cũng thế ạ, vẫn zin nguyên bản 100%. Đấy, cặp KLH23 này thì có mức giá rất tốt, đó là 7.900.000 đồng cho cặp KLH23. Đấy, tiếp theo em quay cặp Antec Lansing model 890, mỗi thùng 2 bát 25. Đấy, một loa chép kèn, và đây là dòng Antec cao cấp các bác nhé. Đấy, tại sao em nói Antec cao cấp, bởi vì đây các bác nhìn cái lưới căng, đây lưới căng rất là cổ. Đấy, căng gỗ luôn. Đấy, đây căng gỗ luôn, còn rất đẹp, còn một cái logo của Antec đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, những cái dòng căng gỗ này không phải dòng thường đâu. Đây, model của nó là Antec 890C, có cái model, có cái chữ viết tắt là gì đây này, 890C Bolero hay là cái gì đây. Đây, đúng rồi, 890C Bolero. Đấy, đấy, dòng này thì trở kháng của nó là 8 ohm. Đấy, rất đẹp, thùng vách góc cạnh của cặp này rất là đẹp. Và cái tuyến loa, quay cho bác xem cái tuyến loa nhé. Đây, dòng này thì 2 bát 25, củ đúc nhé. Các bác thấy cái loa bát nó có cái hình này, cái hình tròn nhưng mà nó vát rất là nhiều cạnh. Bát 25 màng giấy, và cái form màng của nó khá là đặc biệt. Ở đây là gân vải xếp tẩm dầu vẫn còn ướt. Đấy, vẫn còn ướt. Đây, ốc đây chưa tháo khỏi khối thùng, tất cả các ốc này, tất cả các ốc. Dòng này thì tiếng hay, Bolero tuyệt vời. Antec thì các bác nghe cái giọng nó vô cùng là trung thực, đặc biệt là cái phần trung âm. Đấy, đặc biệt là cái phần trung âm, tiếng rất là tốt. Cặp này mà lắp e căng là chỉ đây, các bác nhìn lắp e căng mà thì là phê thôi rồi. Đối với cặp Antec này thì có giá bán là 12.500.000 đồng các bác nhé. Đấy, 12.500.000 đồng cho cặp Antec Lansing. Nay là toàn những cái món rất là ngon. Quay sang đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là hai cái cặp loa cây cột, hai cặp loa cây cột, một cặp là JBL S80 và một cặp là của, hai cặp này đều của Mỹ, JBL S80 và cặp NHT, NHT ST4. Đây, với cái thiết kế là cái thùng vỏ sơn piano đen bóng luôn. Cấu hình tuyến loa,
mặt trước sẽ có một cái loa mid và loa chép, còn cái mặt bên hông của nó thì nó được trang bị một cái bát đây 25 cm, cái này không cậy được, một tay là không cậy được cái bát 25 này, gân cao su zin. Bác nào cần thì em sẽ chụp ảnh riêng cho các bác, lúc quay thì không có tiện cậy ra đây. Đấy, cấu hình cái tuyến loa rất là đẹp, còn đủ cả phần chân đế chân đinh. Đấy, còn đủ cả phần chân đế chân đinh thưa các bác. Đây là cặp JBL ES80. Dòng ES80 là cái dòng cao cấp của JBL. Dòng này thì tiếng rất là hiện đại, mới mẻ, sạch sẽ. Đấy, cấu hình 5 loa, loa rất nhiều đường tiếng, 2 loa bass, 1 loa trung, 1 loa chép và 1 loa siêu chép. Đấy, thiết kế đẹp. Thiết kế đẹp và sang trọng. Đây, model là ES80, nó có cả ES90 và ES100. Cặp này là ES80 các bác nhé. Quay phần hậu cho các bác xem. Đấy, có một lỗ thông hơi. Phần cọc loa, cầu loa còn đầy đủ. Đây. Đấy, tem mác còn đầy đủ. Đấy, cặp ES80 rất là đẹp. Đối với hai cặp này thì cặp ES80 là 13.300.000, còn cặp NHT này là 9.300.000. Quay sang đây em quay cho các bác một cái cặp calip mà vừa mới về. Một dòng calip cây cột rất là khủng, một dòng calip thì chơi đa năng, đa thể loại nhạc. Đấy. Đấy, các bác nhìn với cái thiết kế dạng cây cột. Đấy, thiết kế dạng cây cột và rất là đẹp mắt luôn. Mỗi thùng thì gồm 2 loa bass đường kính 20, 1 loa chép kèn ở giữa. Và dòng này thì thùng rất to và nặng, mỗi thùng phải nặng 30 kg. Đấy, sâu 40, ngang là hơn 30 và sâu là 40. Đấy, thùng vỏ rất đẹp. Đấy, e căng còn zin nguyên bản, e căng khung nhựa còn zin nguyên bản. Đấy. Đấy. Tất cả các cái đời driver cũng như cái tuyến loa còn đẹp và zin 100% thưa các bác. Đây, gân cao su zin nhá các bác nhá. Đây, kèn này. Đấy, lỗ thông hơi này. Phía sau của cặp loa hình thức còn rất là nét. Đây, phía sau của cặp loa đây. Đấy, còn đầy đủ luôn. Đối với cái cặp calip này các bác có thể là chơi đa năng, tiếng của nó rất là mạnh mẽ, uy lực, một tiếng của nó trong sáng và chi tiết. Đấy. Trong sáng và chi tiết. Cặp này thì đối với cái cặp này thì bên em có giá bán là 22 triệu đồng các bác nhé. 22 triệu đồng cho cặp calip. Săn xuôi cổ hôm nay thì về được hai cặp, một cặp là SP2500, một cặp là SP3700. Để nó cạnh nhau và quay cho các bác xem được chi tiết hơn. 3.700 hôm trước cũng về được một cặp rồi, hôm nay lại về được một cặp nữa đây, quay cả hai cặp cho các bác xem. Đấy, cặp 3.700 thì nó gấu hơn. Đấy, bát 40, một loa trung và một loa chép kèn, nên có hai loa chép kèn ở trên nóc nữa. Đây, các bác cùng xem, đây là một cái dòng loa rất là đẳng cấp của Sansui. Đấy, dòng loa cao cấp. Còn những cái dòng thông thường như là 1.500, 2.000, 2.500, 3.500 thì nó sẽ như này. Còn riêng sang cái dòng 2.700, 3.700 nhé, các bác thấy không, xương đúc màu trắng. Đấy, có dập nổi cả số seri. Đấy, lên trên xương. Đấy, nó không đơn giản như các cái dòng này đâu. 2.700, 3.700 tiếng rất hay. 3.700 thì to đẹp, 2.700 thì nhỏ hơn một chút. Các bác nhìn cái họng kèn này nè, thực sự là giá trị. Đấy, nó giống như là trên các cái đời JBL cao cấp. Nếu như cặp này mà mang thương hiệu JBL thì có lẽ sẽ phải rất là nhiều tiền đây. Ở đây cái phần lỗ thông hơi họ làm khá là điệu này, nó không đơn giản như lỗ thông hơi dòng này. Có 3 vi tinh chỉnh này, chỉnh mid, chỉnh chép và cái chỉnh này chỉnh có siêu chép ở trên nóc. Đấy, e căng mắt cáo đây, đầy đủ. Cả hai cặp đều e căng mắt cáo và tuyến loa thì rất là đẹp. Đây, tuyến loa rất là đẹp. Căng mọng luôn. Đây, hai cái kèn đây thì tháo cái ốc này thì mới nhấc lên được. Em chưa kịp tháo. Phía đằng thùng họng này còn đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Cặp 2.500 đây, một bát 30. Đấy,
một bát 30, hai loa chung giấy, hai loa chép kèn, trong cái họng kia nó là hai loa chép, lỗ thông hơi ở phía sau. Cặp này thì nó sẽ giá nó sẽ mềm hơn cặp kia. Như này. Những cái thông số ở phía sau đây, này có hai vi tính chỉnh rồi các cái phần cọc loa cũng như phần họng còn rất đẹp. Em sẽ báo giá hai cặp này cho các bác. Cặp 3.700 là 16 triệu và cặp 2.500 là 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi cho bác. Các bác quan tâm cặp nào chỉ alo cho em. JBL hôm nay em có hai cặp JBL như sau. Và một cặp chơi nhạc vàng, nhạc xưa và một cặp chơi đa năng, đa thể loại nhạc. Đấy. Các bác nhìn vào cái màu sắc thiết kế thì các bác cũng có thể là đoán ra được cái chất âm của hai cặp loa này. Đấy, cặp này là JBL cổ. Model này là L40. Đấy. L40. Tháo cái căng ra và quay cho các bác luôn. Cặp này là JBL 5120. Đây em sẽ đi vào chi tiết từng cặp một cho các bác xem. Đối với cặp JBL L40, nó là một cặp loa cổ với cái cấu hình là một bát 25. Đấy, bát màng huyết màu huyết rất là đẹp, một loa chép đo. Đấy, dòng L40 thì sử dụng củ 5 châm Eneco, củ bát Eneco rất là dễ đánh. Và cái loa chép của L40 thì là sử dụng chung trên các đời JBL cao cấp như là L150. Đấy, họ cũng chỉ dùng cái loa chép này thôi. Đấy, cặp này thì thùng vách, góc cạnh cũng như là cái tuyến loa là đẹp xuất sắc luôn. Thùng vỏ gỗ lạng, đấy, thùng vỏ gỗ lạng luôn, đẹp và nét căng. Phía đằng sau thùng đây vẫn cặp loa zin của JBL. Đấy, thùng vỏ rất là đẹp, thùng vỏ rất là đẹp. Đối với hai cặp loa này thì em sẽ báo giá. Cặp JBL đây là cặp J5120. Cặp này thì vỏ màu đen, đấy. Một bát 30, một trung và một loa chép dom titan. Rất là đẹp luôn, 5120. Đẹp xuất sắc luôn, tuyến loa thì căng mọng, căng phẳng. Đấy. Rất là nét. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Cặp này thì gân zin nhé. Gân zin nó bụi bặm này, đấy, chưa lau chùi. Đấy, tuyến loa rất là đẹp. Đây, căng phẳng luôn, loa mít, loa chép. Model của cặp này thì nó ở phía đằng sau. Đây ạ. JBL model là 5120. Đấy. Made in USA, trực kháng là 8U. Hai cặp này báo giá như sau: cặp 5120 là 12 triệu rưỡi và cặp L40 nó là 11 triệu rưỡi. Các bác chơi cặp nào phù hợp, chúng ta chơi cặp nào thì chúng ta chơi cặp đó. Có một cặp loa Mỹ khủng nữa, em đã để cuối video clip em quay. Hôm qua thì em đã lên sóng cái cặp này rồi. Đấy, hôm qua em đã lên sóng và cũng đã test rồi. Hôm nay trong cái clip này tiện em sẽ quay lại luôn. Cặp này là cặp dòng loa DBX. Dòng loa DBX của Mỹ với cái bát 40, 5 loa trên một thùng. Đây, một bên đậy căng và một bên tháo cái căng. Bây giờ tháo nốt ra quay cho bác xem. 5 loa một thùng và với cái màu vân gỗ rất là đẹp. Cao khoảng 1 mét, chiều ngang khoảng 50 đấy, và chiều sâu 30 cm, với cái cấu hình 5 loa trên một thùng, một bát 40 đấy, một trung 20 đây, đây nhá, đây là bát 40 các bác nhé. Đây các bác thấy không, đau găng tay, một bát 40 này, một trung 20 này, đấy, một loa chép, đấy là mặt trước. Ở mặt trên thì có thêm một loa chung và một loa chép. Thì với cái cấu hình như này, mặt trước cũng có chung chép, mặt trên cũng có chung chép, thì cái âm thanh nó sẽ lan tỏa khắp cái phòng nghe của các bác. Đấy. Cặp này thì xuất ra trần về trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Tất cả các cái chi tiết, góc cạnh cũng như là tuyến loa và đẹp, zin nguyên bản 100%. Loa chép thì sử dụng chép điện. Đấy. Cặp này thì chơi đa năng, các bác có thể nghe nhạc kết hợp hát hò. Đấy, bát đánh rung nhà luôn, bát đánh rất là mạnh trên cặp DBX này. Giá của nó thì nó hợp lý, 15 triệu 200 nghìn đồng cho cặp DBX này. Đấy, 15 triệu 200 nghìn đồng. Trong này em có một cái cặp Watt Fedan của Anh Quốc trước quay rồi, nay em để trong này em sẽ quay sơ qua thôi, không nó lôi ra được. Đấy, cặp Watt Fedan này thì cũng đẹp xuất sắc luôn.
các bác xem lại cái clip ở trước nhé. Đấy, đối với cặp quét pedal này thì có giá là 21.500.000 đồng. Đấy, rất đẹp, một cặp loa anh cổ 21.500.000 đồng. Đấy, hai cặp JBL cho các bác chúng ta cùng xem. Đấy, hai cặp loa cột thì cái cặp NHT này là 9.300.000 và cái cặp JBL S80 là 12.300.000. Đấy, thì thiết kế rất là đẹp và hiện đại sang trọng. Các bác quan tâm bất cứ sản phẩm nào thì alo cho em đặt trần. Bên em có địa chỉ ở tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bác.